khoảnh khắc cắt băng ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Khoảnh khắc cắt băng khánh thành THR Gym quận 7 đầy thân tình và phút giây trải lòng hiếm có của Gym Chúa. Chính thức khai trương trụ nam BBT quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Cột mốc vàng đánh dấu bắt đầu thành công vang dội của tòa thành thứ tư trong tứ trụ BBT. Khoảnh khắc cắt băng ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Không tổ chức xa hoa cầu kỳ như những buổi tiệc khác, sự kiện khánh thành của THOL Gym quận 7 diễn ra vô cùng xúc tích và thiêng liêng. Đích thân Gym Chúa tự tin cầm mic dẫn dắt toàn bộ chương trình của buổi tiệc. Chào mừng tất cả các bạn đến với buổi live stream cực kỳ thân thiện. Đơn giản có thủ tục cắt băng thẳng thẳng nhưng cảm xúc trong ngày khai trương trọng đại được diễn ra tại sảnh của THOL Gym quận 7, tọa lạc tại 102 Lý Thường Nam, phường Bình Thạnh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ cắt băng khai trương ấm áp gần gũi với những phút giây thân tình của CEO Duy Nguyễn bên cạnh tập thể nhân viên thân cận của mình. Không đặt nặng nhiều về hình thức, với Gym Chúa thì buổi tiệc hôm nay như một dịp họp mặt anh cùng nhân viên của mình ngồi lại tâm tình và gắn bó. Ví dụ như anh ở đây là giống như người ăn, các bạn đa phần họ tổ ngành hết, thì anh có thể chia sẻ lên cảm xúc của một người ăn, có thể chia sẻ cảm xúc của một ông chủ, có thể chia sẻ cảm xúc của một người quyền trưởng của cái đế chế tại THOL Network, THOL Network và nó là cái đại lý, đúng không, và một người thầy của THOL Academy. Trong giây phút đầy xúc động và thiêng liêng đó, anh trải lòng chia sẻ về những kỷ niệm từ những ngày đầu bắt tay xây dựng THOL Gym quận 7. Là một người xem trọng về tình cảm, nhân sự kiện quan trọng này của công ty, không nói những lời hoa mỹ hay là sáo rỗng, anh gửi gắm lời cảm ơn chân thành đến những nhân viên cốt cán luôn đồng hành cùng anh trên toàn bước đường phát triển của công ty BBT. Nói chung là hai người đứng bên cạnh Duy Nguyễn là hai người có cái dấu ấn cực kỳ rõ nét trong cái building này. Đây là Phó tướng Hương Trần, là một người quản lý rất là lớn trong công ty BBT, là những cái mảng sale, đại lý, rồi phòng gym, rồi xuất nhập khẩu, rồi kế toán. Và bên đây là bạn Trần Đạt, bạn này là đội trưởng đội media, cũng đã đồng hành công ty BBT từ rất là lâu. Thì bạn này là một nhân vật lâu nhất trong team media hiện tại của BBT. Và trong cái tòa nhà quận 7, quận 9 thì bạn Trần Đạt rất là mẫn cán. Bạn ấy nói chung là thay mặt điều hành rất là nhiều cái. Thời khắc vàng để nhìn lại. Để chèo lái được con thuyền BBT đi đến được ngày hôm nay là cả một quá trình dài và đầy gian nan thử thách. Tay trắng lập nghiệp nên được một đế chế THOL Gym vững mạnh như ngày hôm nay, Gym Chúa không khỏi có những giây phút bồi hồi xúc động. Chính bản thân anh cũng bất ngờ khi THOL và tập thể BBT phát triển mạnh mẽ và lớn mạnh như ngày hôm nay. Để có công ty startup thành công và tồn tại được trong thị trường, vốn đã là điều không dễ. BBT với hơn 10 năm hoạt động trên thị trường gym và supplement có được những thành tựu vượt trội trên thị trường Việt Nam, ghi được dấu ấn mạnh mẽ với bạn bè đối tác quốc tế. Cột mốc 10 năm chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về tiềm lực phát triển của BBT và năng lực lãnh đạo tài ba của CEO Duy Nguyễn. Sắp tới đây thì chúng ta cũng chào đón sự kiện BBT 10 năm, cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của BBT trong 10 năm vừa qua. Đó là niềm tự hào không hề nhỏ mà không chỉ Gym Chúa mà là cả của tập thể BBT khi xây dựng nên một đế chế gym và sức lớn mạnh như ngày hôm nay. Hôm nay chỉ là ngày bắt đầu. Câu nói đậm chất ngạo nghễ của Gym Chúa, anh luôn tâm niệm điều này từ những ngày đầu thành lập nên công ty BBT. Tất cả sẽ là sự khởi đầu cho những bước đi vững chãi và thành công vang dội của BBT. Người thuyền trưởng của chúng ta sẽ luôn chèo lái con thuyền BBT không ngừng tiến về phía trước. Tự hào về một tập thể ngày càng vững mạnh. Trong sự kiện quan trọng này của BBT, điều khiến Gym Chúa vui mừng hơn cả chính là trưởng thành của tập thể nhân viên. Không đặt nặng về việc tuyển dụng các nhân sự đã có kinh nghiệm, Duy Nguyễn và công ty BBT luôn trao cơ hội nhiều hơn đối với các sinh viên mới ra trường, lớp nhân sự trẻ mầm non của Tổ quốc. Bên cạnh việc training,
tôi luyện nhân viên từng ngày. Công ty cũng tạo nhiều cơ hội trong việc đề bạt những người trẻ và có vị trí quan trọng. Là một người anh, người thầy đi trước, CEO Duy Nguyễn luôn tạo cơ hội cho những nhân sự trẻ. Không chỉ training các bạn về chuyên môn, anh dìu dắt chia sẻ cùng các bạn như một người anh về cả kỹ năng lẫn kinh nghiệm sống quý báu của mình. Hôm nay nhìn lại tập thể BBT ngày càng đi lên và vững mạnh, anh không khỏi xúc động và tự hào. Tự hào về tập thể nhân viên ngày càng tiến bộ, hoàn thành tốt công việc một cách độc lập và chuyên nghiệp. Chúng ta tin rằng với sự dìu dắt cũng như tầm nhìn chiến lược xa, rộng của CEO Duy Nguyễn, BBT sẽ ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa. Hãy cùng chờ đón những sự kiện tiếp theo của BBT và hệ thống Thor Dream Center. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.